Khoan hỏi thì hôm sau mở cửa chưa? Chưa mở. Nhưng mà cứ lên thăm thì thăm như kiểu bạn bè gia đình vậy đó, đâu sao. Phủ Trần nói sau này lục địa lên xích với lên Moria có nổi lên không? Có. Biến thiên biến địa là nổi lên, sau này đất nước Việt Nam sẽ bự hơn á, rộng hơn. Thiên Tường Vy, chào anh Kiệt, chào Tường Vy. Võ Diễn Ngân, Đài Loan có nên về Việt Nam không chú? Tại Việt Nam cũng bị đánh. Nó no, nhưng mà Đài Loan bị đánh tẹo tự hơn. Việt Nam dù sao cũng miền Tây chút chút thôi. Đó, mà hy vọng là không có đánh nữa kìa. Chú hy vọng không bị. Nhưng mà tiên tri thì nó có rồi đó. Chỉ con cái mình giáng thánh, mỗi người mình cộng lực lại mình sinh. Thì ở trên xoay chuyển hết. Nhưng mà cuối cùng rồi, tất cả những cái không tốt đó, nó sẽ qua đi. Tất cả những nước mà gọi là độc tài rồi đó cũng sẽ ra đi hết, thay đổi hết, mọi người đều thay đổi hết, tất cả đời sống nhân loại sẽ thay đổi một cách rất là màu nhiệm, đó là chú biết chắc như vậy. Nếu không Phật Di Lặc không có xuất hiện nói chuyện chắc cũng khó ai nghe lắm. Giờ á có nhiều người không có hiểu, cứ nghĩ là đạo Thiên Tâm làm sao thống nhất được thế giới, tại vì đạo Hồi ở thế giới này có ba đạo lớn nhất, đó là đạo Công giáo, đạo Hồi giáo và đạo Phật, phải không ta? Thì đạo Thiên Tâm nó gồm lại là thờ cha, là đã là Công giáo và đạo Hồi là cũng giống nhau là Thượng Đế. Nhưng mà bên đạo Hồi với bên đạo Công giáo á, người ta không có tin có con người có linh hồn chuyển thế từ thân này qua thân khác. Thì hôm nay người ta học qua thiên đạo Phật để người ta biết được có linh hồn thì là tốt. Cho nên hai đạo đó sau này sẽ gia nhập đạo Thiên Tâm rất là dễ dàng. Rồi đạo Phật thì xưa giờ mình nghĩ là Phật lớn nhất, nhưng mà bây giờ nhiều người biết cha là đấng sáng tạo là lớn nhất. Thì mình thờ cha, chỉnh cái này lên chứ. Thờ cha học Phật cũng giống nhau, cũng đọc kinh Lăng Nghiêm thập chú, rồi cũng có lại sám hối. Thì cho nên đạo Phật, đạo Hồi và đạo Công giáo sau này nhập vô thành đạo Thiên Tâm thống nhất thế giới là cái này, không phải là cái này là do các vị ở trên này thành lập ra cái dấu này. Ở đây có bản đồ Việt Nam nhỏ nhỏ ở đây. Nước Việt Nam có phước cực kỳ, nhỏ xíu vậy, nhỏ mà có vỏ. Sau này Phật sẽ xuất hiện cái đó giảng pháp cho toàn thế giới, và Đức Thầy cũng vậy, Ngài sẽ xuất hiện. Còn hôm nay thì Kiệt chỉ đi nói trước để quý vị chuẩn bị. Thế còn lúc đó quý vị không có hiểu Phật Di Lặc là ai, quý vị không có biết tận thế là ai, quý vị không có biết Phật Thánh Tiên là ai, tất cả các ngài đang sống chung với mình, thì Kiệt lên, Kiệt là mặt dày, Kiệt nói trước để cho mọi người có sự chuẩn bị. Kiệt chỉ là người truyền tin, không phải là thầy, cũng không phải là gì hết. Kiệt chỉ nói rõ lại hết. Sau này tất cả những người mang họ Thiên là chỉ có thờ cha thôi và đọc Phật, chứ không có, chị không có là không cứ đi theo cha với theo kinh điển và theo 12 giới luật. Chứ còn mà mình không có đi theo thầy nào, cũng không nên theo nương tựa một nơi nào hết, tự mình đốt đuốc mà đi để mà thoát luân hồi sanh tử, đó là đạo Thiên Tâm là vậy đó. Nên rất là dễ gia nhập cho tất cả các người Công giáo, người Hồi giáo, người Phật giáo. Ở bển hiện giờ như theo ý kiến thì thôi, những người mà ở cái thế thắng bây giờ vào rồng lửa vào vô họp rồi thì
thì thôi, dĩ hòa chi quý đi đó, không mình đừng có